Mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt tại nhà của Hoa là xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, để Hoa tổ chức tiệc nhận nút bạc của YouTube. Thì hôm nay Hoa có mời trong gia đình dòng họ với lại là mấy anh em thợ cưa đệ tử của ba của Hoa. 1, 2, 3, vô. Chắc đích nha. Bên đây là mấy bà nội của Hoa nè. Đây là bà nội. Đây là bác và mấy gì? Chúc cho con. Bác dạ. Lúc bà thì lên lúc già nha. Dạ. Lì xì bà nội lì xì lắm hơn. Dạ. Trời ơi, mấy cảm ơn bà nội. Chúc bà nội sống lâu trăm tuổi. Dạ. Không có bà chị Năm với Năm sao dì ba của Hoa thì đang ở phía sau. Đây là mẹ của Hoa, dì Sáu. Đây là dì Mười. Thôi đây dì Sáu chúc con ngoài ngày tiến bộ lên. Dạ, cảm ơn dì Sáu. Chúc dì Sáu được nhiều sức khỏe. Đây là M7 của Hoa mới vừa xuống tới luôn, chuẩn bị nhập tiệc. Mấy chị em trong gia đình. Bên đây là mấy anh em đồng nghiệp nè. Đây là em Cường. Kế bên là anh Kiệt. Hết rồi đưa cho. Đây là Dượng Chính của Hoa. Còn đây là Bác Tám. Bác Tám là anh. Cái bên là anh Sang với anh Hiền. Đây có cậu Bảy tên. Đây là cậu Bảy với mà Bảy mới xuống. Qua bên nè. Bên đây nữa. Đi lậu bị ấy. 1 2 3 nâng ly. Đi lậu vô. Giờ tập trung với bên đây ha. 1 2 3 vô. Rồi nâng ly chúc mừng Hai Lúa Tiền Giang. Bây giờ thấy tuyên bố không vậy? Nãy giờ là mời mấy anh em rồi lại đây dùng tiệc, nhưng mà nãy giờ chưa biết chuyện gì phải không? Xin công bố luôn. Là hôm nay con Hai Lúa nó nhận được cái nút bạc của bên YouTube đó. Đi. Bạc hay nút dạ? Dạ nút bạc. Cho nó nhận được cái nút bạc đó, cho nên nó mừng. Rồi nó làm nó cũng không có cho hay trước thôi, cho nên thắng nó mới cho hay rồi nó điện bất ngờ đó. Nút bạc được bình chọn nước bạc phải không? Dạ. Mà nó tương đương giải thưởng là nhiều. Dạ, dạ giải thưởng là nút bạc thôi, giống như huy chương. Giống như là cái kiểu chương mà. Dạ. Đây này có gì ơi? Đây là nút bạc của Hoa chưa có khui luôn. Chưa có dám khui cái nút bạc. Còn tầm xin tầm lấy mía nha. Nút bạc của Hoa nha. Hai Lúa Tiền Giang. Đây vàng bạc mới thành ông này nút của YouTube cái à. Làm cái mà công lớn thì chắc mà Hoa chưa có dám mở cái bọc mũ này ra luôn. Mà Toàn cũng cảm ơn quý vị nào giờ đã quan tâm ủng hộ gia đình của Toàn và chị hai của Toàn cũng được đạt đến được nút bạc. Toàn cũng rất mong quý vị nào giờ xem video của Toàn thì và ủng hộ kênh YouTube Toàn và Vua Khỉ Miền Tây được một cái nút bạc như thế này và cao hơn thế nữa. Dạ. Rồi xin cảm ơn quý vị. Rồi khui cái mọc ra. Đây 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 chị hai cầm đi quay cho. Lấy cái này nặng mụn được á. Ủa hôm nay Hoa sau hơn một năm Hoa đã đạt được thành tích là 100.000 người đăng ký. Hoa cũng xin cảm ơn quý khán giả gần xa đã luôn ủng hộ cho Hoa và gia đình của Hoa, cũng như là ủng hộ cho ba của Hoa trong suốt quá trình làm việc. Hoa không có nói gì hơn, chân thành cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ cho gia đình của Hoa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vậy á, đạt được thành tích như vậy thì cũng nhờ cái là phấn đấu nỗ lực với mình làm cho được nhiều người thương, nhiều người mến,
mình rất hãnh diện, cho nên là mình cũng thay mặt gia đình cảm ơn tất cả ông bà cô bác ông chị em toàn cầu này luôn luôn lúc nào đó cũng ủng hộ cho mình, và mình cũng chân thành cảm ơn công chúng quý bà con cô bác luôn luôn lúc nào cũng được mạnh khỏe và làm ăn được phát đạt, làm thành công tốt đẹp nhất. Dạ xin được chào xin mời quý bà con lên tóc để cái móc ở phía sau để cho mình gắn lên tường. Nè, nè, chúc mừng đi, chúc mừng nè. Vô nè, 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. Yếu quá. Yếu quá. Cái mày sao yếu quá. Hai lúc Tiền Giang. Cháu lò hà qua ngoài đây nè mới thấy. Rồi, bây giờ là cái ngày trăm lần thì cho nó mau lên. Hai lúc Tiền Giang nha, cả nhà. Vậy mới thấy đó. Rồi. Đây bên đây Hoa chưa giới thiệu. Đây là ba của Hoa, chính Tùng, vũ khí miền Tây. Đây là anh Hiền. Đây bên là Dượng Ba của Hoa. Dượng Ba là con kèo. Dượng Ba là vũ khí. Chúc con đây là con được nút bạc. Thì tương lai sẽ có nút vàng, thì thêm nhiều cái clip đẹp. Dạ. Nhiều chương trình chứ không phải là một chương trình là du khỉ miền Tây mà nhiều chương trình khác. Dạ. Hấp dẫn làm sao cho người ta biết cái chương trình đẹp của Việt Nam, Việt Nam của mình. Dạ. À. Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều ba. Kế bên là cậu Năm của Hòa. Dạ. Anh của mẹ. Mẹ. Dạ. Kế bên là bác Năm. Bác Năm Trinh. Dạ. Bên đây cũng là bác Năm luôn. Kế bên là bác Năm ở gần xóm, cũng là bà con dòng họ. À, bên là chú Mười. Chú Mười coi kế ra. Em của ba của Hòa nè. Bên là bán bá cưa. Bán bá cưa ở dưới là Mỹ Thiện. Năm 8 đó. Cái bên là Dượng Nông. Cái bên là chú Đường. Gương mặt quen thuộc. Cái bên là bác Úc. Rồi lâu lên bên đây. Đây là người ta hiểu. Đây là cậu Bảy hồi nãy có giới thiệu. Rồi. Dạ. Ở đây chưa anh Thiên. Thiên Trần Vlog. Thiên Trần Vlog. Dạ. Anh nói là Thiên Thần cứu địa, Thiên Thần cứu lắp gì đó. Dạ. Thiên Thần cứu địa. Đây, hôm nay Hoa xin mời quý vị cùng uống để chúc mừng cho Hoa nha. Dạ, dạ, dạ. 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 1, 2, 3, vô. Của mình mà của con gái thì vui giùm con gái luôn. Hôm nay là ngày vui mà phải nói là cái ngày vui trọng đại của cuộc đời của con. Dạ. Ha. Từ hồi mà đi làm tới bây giờ mà bữa nay là nhận được cái nút bạc của YouTube là cái đây là cái kết quả đầu tiên. Vì ba mong con là không có phải nhận một cái này không, mà phải nhận là nút vàng rồi nút kim cương. Dạ. Rồi chúc cho con là may mắn trên cuộc đời, là làm cái gì cũng thuận lợi. Là còn gia đình là chúc là cho gia cảnh là hòa thuận, gia cư là an lành, gia phong là nề nếp, gia pháp là kỷ cương, gia đình là hạnh phúc, gia sản là phát đạt, gia đạo là bình an. Dạ. Rồi chúc cho tất cả mọi người hạnh phúc bình an. Dạ. Rồi chúc con luôn luôn may mắn. Rồi bây giờ cái này nó sẽ cho nhiều mà cái này cho Lộc thôi, cho Lộc. Dạ. Vậy đó, cảm ơn đó. Rồi được phải ủng hộ nha. Rồi nâng lên lên chúc mừng con đi. Những người là ai cũng biết nữa thì sẽ ủng hộ con. Dạ. Cũng chúc cho con luôn. Dạ. Cảm ơn nhiều.
Rồi nâng ly đó, hai ba nâng ly đó. Là cái đó tàu đỏ đỏ chưa xong. Cái này tàu xanh là tàu hy vọng. Rồi, tàu 1, 2, 3, vô. Nè, mấy chị của Hoa hồi đó làm ở trong giới hội chung. À, dì mời chúc con như dì ba nè, là con được nhiều thắng lợi. Dạ. Năm qua sang năm này là con cất vàng, cất bạc, cất kim cương. Dạ. Dạ, cảm ơn dì mời. May mắn và thành công luôn. Rồi quay qua đây nè. Mà làm theo tiếng cái này của con là phải là ngày càng giỏi hơn, đừng có cái đồng lăng lo cho trong gia đình, lo cho bá gia bá tánh chúng sanh, là mình khổ hơn người khác còn khổ hơn mình nữa. Dạ không, là tất cả trong nước và ngoài nước dòng họ nội ngoại bốn bên cùng ủng hộ cháu, là mỗi ngày đều bấm like. Cháu dầu cực khổ gian nan cỡ nào cháu vẫn đi theo cha là bao tùng á. Cho nên á, tôi cầu mong tất cả dòng họ nội ngoại bốn bên á phải ủng hộ cho cháu ngày càng giỏi hơn, là mới có là nút vàng rồi tới nút kim cương. Dạ. Đó giờ. Ai vậy đó? Ai xin mời tất cả. Rồi xin mời. Mời. Có. Rồi xin mời dục nhấc đũa luôn. Em có hoa che cái mặt lên. Tư niếp. Chúc chị hai may mắn nha, có được nút vàng nút bạc. Ủa nút bạc rồi, có nút vàng nút kim cương và nút ruby luôn nha. Rồi cảm ơn nha. Dạ, sau đây thì con cũng xin cảm ơn tất cả các fan hâm mộ gần xa đã luôn ủng hộ cho con để được có được như ngày hôm nay. Con sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để chiến thắng bản thân mình, để giành được nút vàng và nút kim cương. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vậy nằm diễn mọi quá. Ngồi đây cho nội ơi. Ủa bảo làm cái bè đó. Vô. Vô. Bảo. Hai ba vô. Nguyễn Nhật Trường á. Cảm ơn. Giờ đang có biết anh đây rồi 1, 2, 3 mời bên kia luôn nè, à bên kia luôn nè, bước lên nè, 1, 2, 3 lớn 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 ngồi gác hồng cho nó nhỏ nó quay cái tôi sáng sớm cái bà bây giờ nó làm được cái gì rồi nó xin cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ cho Hoa nha, cảm ơn quý vị rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.